Khi mà chị thường xuyên về Việt Nam để làm các cái sản phẩm nhạc mới thì trên mạng người ta cũng đồn đoán là không biết là chuyện hôn nhân của chị với chồng có gặp một cái trục trặc gì đấy không, thì chị có thể đính chính cho đấy không ạ? Trời ơi, chị rất là khổ, chị rất là mệt mỏi về vấn đề này, em biết không? Tại vì hả, chị hồi lúc trước mình ở nhà đó, thì một số người lại cho mình là ở nhà ăn bám. Cái khi mình đi hát trở lại á, thì họ lại nói là mình với ông xã mình bỏ chồng với nhau, không biết sống làm sao cho vừa lòng nữa. Đó, cho nên là luôn tiện đây thì mình cũng nói, cũng nhắn nhủ với lại các fan hâm mộ, và nhất là những các bác mà lớn tuổi á, rất là tội nghiệp, rất là thương mình. Khi mà nghe tin như vậy á, là họ cứ gọi, họ hỏi, thậm chí họ hỏi những người thân của mình là ôi trời ơi, không có sao không? Bây giờ hôm qua ngày hôm nay mình nói là vợ chồng của Hà Phương rất là bình thường, rất là hạnh phúc, không có cái gì hết, đừng có nghe lời người ta nha, họ trực tiếp câu view á. Nhất là bây giờ đó, mọi người thấy không, bây giờ sẵn hôm nay Hà Phương nói luôn, không biết ai mà cứ lên Google cứ để là Hà Phương và chồng ly dị, quá là kỳ cục. Cả nhà yên tâm nha, vợ chồng mình vẫn bình thường hạnh phúc nha. Cảm ơn.